Với diện tích rộng, trải dài trên nhiều địa hình, được ví như một phiên bản thu nhỏ của Việt Nam. Mảnh đất xứ Thanh được biết đến là mảnh đất tồn tại nhiều những trầm tích lịch sử văn hóa lâu đời đặc biệt. Với nhiều địa điểm du lịch đa dạng, sẽ thật thiếu sót nếu như không nhắc đến biển và các bãi tắm. Chỉ thả sức vẫy vùng với những con sóng. Những điệu hò, điệu múa như chứa đựng cả tấm lòng. Gặp gỡ những người dân thân thiện. Khôi phục lại môn võ truyền thống của quê hương luôn là tâm huyết. Di sản xứ Thanh. Cách trung tâm thành phố Thanh Hóa khoảng 60 km về phía tây là một điểm đến thu hút đông đảo du khách. Với khí hậu mát mẻ và trong lành, đến đây du khách không chỉ được khám phá cảnh quan thiên nhiên kỳ vĩ mà còn được thưởng thức ẩm thực truyền thống và những nét văn hóa đặc sắc riêng có của vùng Sơn Cước. Mảnh đất Thường Xuân không chỉ đi vào thơ ca với sản phẩm quế ngọc nổi tiếng qua câu nói về Thường Xuân thơm lừng hương quế, mà nơi đây còn là quê hương của các danh nhân, của các vị anh hùng dân tộc đã đi vào sử sách. Nằm trên một dải đất cao, phía trước dòng sông Chu Hiền Hòa là quần thể di tích Đền Cửa Đạt. Đây là nơi thờ danh nhân Cầm Bá Thước và Bà Chúa Thượng Ngàn. Theo sử sách ghi lại, danh nhân Cầm Bá Thước là một tướng lĩnh lãnh đạo phong trào Cần Vương ở Thanh Hóa vào cuối thế kỷ 19. Ông đã có nhiều đóng góp to lớn trong việc giúp dân, giúp nước. Những câu chuyện lịch sử về ông đến nay vẫn được người dân ca tụng. Đối với những người dân nơi đây, di tích này đã trở thành máu thịt. Có lẽ bởi lòng tôn kính với người anh hùng Cầm Bá Thước mà họ tin rằng những vị thần ở trong ngôi đền ấy đang bảo vệ cho sự bình yên và phù trợ cho người dân khỏi những điều không may mắn trong cuộc sống. Không chỉ nổi tiếng với ngôi đền linh thiêng, Hồ Cửa Đạt còn là một vùng thắng tích với cảnh quan thiên nhiên đẹp như một bức tranh sơn thủy hữu tình. Ngay gần đền Cửa Đạt là công trình thủy điện Cửa Đạt hùng vĩ. Con sông Chu trở nặng phù sa bao đời nay vẫn gom góp ươm những ruộng lúa, mầm cây và là một nguồn tài nguyên nước vô cùng phong phú. Công trình hồ chứa nước Cửa Đạt đã được xây dựng bằng cả trái tim và trí tuệ, cả máu và mồ hôi, nước mắt của biết bao kỹ sư, những người thợ xây dựng trên công trường. Họ đã gửi gắm cả tâm huyết và máu xương của mình để tạo nên một công trình vĩ đại, mang đến những giá trị lớn lao, là một điểm sáng lấp lánh trên dải đất hình chữ S. Có lẽ phải trực tiếp chiêm ngưỡng mới cảm nhận được hết sự hùng vĩ, quy mô và vẻ đẹp hoành tráng hiện đại của công trình thế kỷ này. Đặc biệt, với công trình thủy lợi, thủy điện Cửa Đạt, du khách có thể trải nghiệm lênh đênh trên những chiếc thuyền giữa hồ nước mênh mông, tham quan các lồng nuôi cá, nghỉ ngơi thư giãn và thưởng thức ẩm thực trên lòng hồ. Em chào anh. Chào em. Ở đây anh nuôi những loại cá gì đấy ạ? Anh nuôi vài loại cá, như đây có cá coi Nhật, cá ba sa, bên kia có vài lòng cá lăng. Thế mình nuôi nhiều cá như thế này thì để làm gì ạ? Để nuôi cá cho mục đích làm thực phẩm sạch cho khách du lịch lòng hồ Cửa Đạt. Thứ hai nữa là tránh tình trạng khai thác cá tự nhiên. Thứ ba nữa là để cho khách có thể tham quan du lịch này, massage chân với cá này, trải nghiệm cho cá ăn. Anh ơi, tại sao
mà mình không nuôi cá ở gần bờ mà phải ra giữa hồ như thế này ạ? Thứ nhất là tránh tình trạng cho sát bờ là nước đục, cá không có cái hệ thống nước trong, không trao đổi được nước. Thứ hai đây là những cái vịnh trải dài đây lên trên thác Hoan Yên là có 5 khu là có các cái khu góc để thứ nhất là tránh bão này, tránh không bị dông gió, nước nguồn nước nó lại sạch nên là mình phải cho ra giữa đây chứ không thể để sát bờ được. Nuôi cá ở đây thì nó có khác gì so với các loại cá tự nhiên không ạ? Đây là cá đây được mang tính chất là cá sạch là vì lý do là bột được kiểm nghiệm, cá thì nguồn nước được đo và kiểm nghiệm đầy đủ. Nên là cá tự nhiên thì ở cái sông đây á thì là bao giờ đang hạn hẹp nên là mới phải nuôi các cái cá đây để tránh tình trạng khai thác. Bớt đi để mình phục vụ cho du lịch của mình. Thế thì anh cho em thử cho cá ăn được không? Được em ạ. Người dân sống ở ven các lòng hồ thủy điện đã phát triển nghề nuôi trồng thủy sản, nhất là nuôi cá lồng để khai thác diện tích mặt nước và các hồ thủy điện. Đây là hướng phát triển kinh tế mới giúp ổn định đời sống nhân dân vùng lòng hồ cũng như giảm các phương thức đánh bắt cá tự nhiên có hại cho môi trường, kết hợp với phát triển du lịch sinh thái. Con đường dọc theo bờ sông Chu đẹp như một dải lụa vắt quanh núi. Từ đường tỉnh đi qua cây cầu treo vắt qua sông Chu hiền hòa thơ mộng là bản Mạ. Đây là một điểm du lịch cộng đồng, hứa hẹn có rất nhiều trải nghiệm thú vị. Từ xa, làng bản Mạ hiện lên xanh mướt bên dòng sông Chu trông thật mát mắt, hứa hẹn sẽ là một điểm đến lý tưởng trong những ngày hè oi bức. Và đây chính là con đường duy nhất để dẫn vào bản. Nằm trên một đỉnh núi nhỏ, bản Mạ bây giờ khác xưa thật nhiều. Khi xưa chưa có cây cầu, người dân trong thôn phải vượt sông bằng cách dùng thuyền mảng. Giờ đây, khi cây cầu nối hai bờ đã giúp người dân đi lại được thuận tiện, kết nối bản Mạ với trung tâm huyện Thường Xuân và khu di tích đền Cửa Đạt. Bản làng xinh xắn này càng trở nên thu hút sự chú ý của khách thập phương. Làng bản Mạ với những ngôi nhà sàn truyền thống không chỉ tô vẽ cho cuộc sống nhiều đổi thay của người dân mà còn làm nên một vùng đất nhiều thi vị. Bản Mạ có tuổi đời hơn 300 năm, là nơi sinh sống của 56 hộ gia đình. Nơi đây có những nụ cười giòn tan của những em bé dân tộc Thái, những nếp nhà sàn đơn sơ, những phong tục tập quán độc đáo và những món ăn dân dã đặc sắc mà đậm đà khó quên. Tôi đã có hẹn với một người sinh ra và lớn lên ở làng bản Mạ để tìm hiểu rõ hơn về ngôi làng này. Anh ơi, làng mình có một cái tên rất lạ là bản Mạ. Thế thì bản Mạ có ý nghĩa là gì ạ? Và cái bản Mạ chúng tôi đây là ăn từ cái thời cha ông là gọi theo cái bản Mạ là cái ngựa đấy, theo cái tiếng rìu xuôi bản ngựa. Và ngày xưa là cái bản Mạ này là tập kết cái ngựa ở trên đồi để vận chuyển các cái như đương thực đi thời chiến tranh ấy. Tham quan làng mình thì em thấy hầu hết là nhà sàn. Thế đây có phải là những ngôi nhà sàn cổ từ ngày xưa không ạ? Một số nhà là từ cái thời ngày xưa là cách đây 70-80 năm. Em thấy ở đây rất là nhiều nhà sàn đẹp, lại còn có cả ruộng bậc thang nữa. Nếu như mà ở đây để trải nghiệm thì có những hoạt động gì ạ? Để, thứ nhất là mình đi tham quan các cái ngôi nhà sàn, rồi các cái ruộng bậc thang. Rồi nếu khách thích nghi là ta đi hái măng, hái rau ở trong rừng. Anh có thể dẫn em đi khám phá trải nghiệm những hoạt động của làng bản Mạ không ạ? Vâng, nếu mà muốn đi khám phá thì mời em đi theo anh. Người dân bản Mạ sinh sống chủ yếu bằng nghề làm ruộng và đi rừng, phụ nữ thì có thêm nghề thêu thổ cẩm. Ngoài cảnh quan thiên nhiên xanh mát quanh năm, bản Mạ vẫn còn lưu giữ được những nếp nhà sàn truyền thống xinh xắn, nếp mình bên sườn núi. Với những sinh hoạt cộng đồng mang đậm bản sắc văn hóa của đồng bào dân tộc Thái, vốn là một địa điểm hấp dẫn đối với những người ưa thích khám phá và trải nghiệm. Du khách đến đây, ngoài được trải nghiệm không gian văn hóa người Thái, còn được tiếp đãi nhiều món ăn ngon là ẩm thực độc đáo riêng có nơi đây. Những
những món ăn này được chế biến theo kinh nghiệm của các bà, các mẹ và được lưu giữ từ đời này qua đời khác. Mỗi món ăn như chứa đựng cả tấm lòng của người dân bản mạ gửi gắm vào đó. Thì em về thăm bản mạ thì em mời em ăn bữa cơm coi như là cái bản sắc của Thái của bản mạ. Thì gồm có các cái món đặc sản của quê hương của bản mạ. Xôi này em thấy có nhiều màu là làm từ gì đấy ạ? Cái xôi này là có 3 màu, màu trắng là tự nhiên rồi. Còn 2 màu, màu đỏ với màu tím là cái cây cầm côn của cái cây trong rừng của anh mang vợ chồng. Vâng ạ, còn là những cây nhà lá vườn xung quanh nhà mình. Vâng, còn cái cơm này là cái cơm lam, lam ống bầu. Còn cái tôm này là tôm sông Chu của anh. Ăn cơm với bạn anh là phải ăn đủ các món, như cá cũng là cá sông nữa nè, cá sông sông Chu, nên đi thả lưới, mang về nướng tươi. Còn cái này là cái thịt trâu nướng. Thịt trâu nướng thì cũng sau khi thái được 30 phút sau là coi như là cho gia vị vào thì mới nướng. Bây giờ em ăn thử một miếng xem như thế nào. Thế thì em thử một miếng nhá. Em mời anh. Về đây vừa được hít một không khí trong lành này, vừa được thưởng thức một cái mâm cơm như thế này thì quả thực là rất là tuyệt vời luôn anh ạ. Sau khi được thưởng thức những món ăn ngon đặc sắc, những món ăn cây nhà lá vườn, tôi tiếp tục trải nghiệm một nét văn hóa riêng đặc sắc của những nam thanh nữ tú trong bản. Người đồng bào dân tộc Thái sống quây quần, hiền hậu và mến khách. Đặc biệt, vẫn còn lưu giữ được nhiều nét văn hóa đặc sắc của người Thái. Múa sạp thì em đã được thấy ở rất nhiều nơi rồi. Thế còn đây là điệu múa gì đấy ạ? Là đặc trưng của coi như là Thái của chúng tôi là múa cồng chiêng, khua luống. Khua luống nghĩa là gì ạ? Khua luống cái bản sắc của Thái. Chưa là rất chưa có cái máy sát, máy cày bây giờ là khua luống là giả gạo là mình ăn đấy. Bỏ vào trong cái luống là coi như là giả gạo. Sau khi xuống giả gạo là coi như là khua luống trước. Khua luống trước để anh em biết là giả gạo để đến giả gạo giúp. Vâng, thế thì cho em vào thử nhá. Vâng, thế này. Khua luống là một loại hình diễn xướng dân gian của người Thái. Cũng như nhiều loại hình diễn xướng dân gian khác, khua luống có nguồn gốc từ lao động sản xuất, gắn liền với hoạt động giã gạo của những người phụ nữ Thái. Khi những nếp nhà của bản làng vẫn còn vùi mình say ngủ trong sương mù bảng lảng, những người phụ nữ Thái đã thức dậy, bắt đầu một ngày làm việc của mình bên luống giã gạo. Nhịp chày giã gạo lúc khoan thai, lúc dồn dập. Nhịp chày khua vào thành luống tạo nên những âm thanh rộn ràng. Người Thái có bao thế hệ vẫn đau đáu gìn giữ, bảo tồn và phát huy nét đẹp trong nghệ thuật khua luống để những thanh âm của bản làng vang mãi cùng đại ngàn bao la. Với lịch sử và những nét văn hóa truyền thống đặc sắc của dân tộc thiểu số, hòa cùng với cảnh sắc núi non hùng vĩ, các công trình thủy điện, thủy lợi đồ sộ đã biến Thường Xuân thành vùng đất nhiều thi vị của miền Tây xứ Thanh. Nhờ có những danh lam thắng cảnh, những di tích lịch sử, bản sắc văn hóa độc đáo cùng với những con người thân thiện, nghĩa tình đã làm nên một vùng đất đáng sống. Có đi rồi sẽ biết, có đi rồi sẽ hiểu, rồi sẽ say mê bởi nơi đây vẫn còn ẩn chứa nhiều điều thú vị đang chờ bạn khám phá. Tạm biệt xứ Thanh, tạm biệt sông Chu, tạm biệt những điệu múa duyên dáng của quê hương rau má anh hùng. Tạm biệt bản làng trong thung lũng, tạm biệt để hẹn ngày gặp lại. Bản mạ là một điểm đến lý tưởng của các du khách khi đến với Thường Xuân. Hãy một lần về đây để được về với khung cảnh miền núi trong lành, thơ mộng, được thưởng thức những món ăn truyền thống và được hòa mình vào những điệu nhảy của người Thái nơi đây.